Con gà có trước hay là cái trứng có trước? Vòng luẩn quẩn. Thì trong đạo Phật nói rất rõ là hai cái nó đồng thời nó biểu hiện. Như là cái trái và cái phải. Cái trái có trước rồi cái phải có sau, hay là cái phải có trước rồi cái trái có sau? Đâu có nói được. Hai cái nó nương vào nhau và nó phát hiện. Cái tâm thức cá nhân nó được làm bằng tâm thức cộng đồng, và tâm thức cộng đồng nó làm bằng tâm thức cá nhân. Cái tất cả nó nằm trong cái một, và cái một nó nằm trong cái tất cả. Cái đó là giáo lý của Hóa Nghiêm. Cái rất lớn nó nằm trong cái rất nhỏ. Cái rất nhỏ nó có mặt trong tất cả các cái rất lớn. Các cái rất lớn.